Quý vị, quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Trump tuyên bố duy trì thuế đánh lên hàng Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump vào thứ Tư 20 tháng 3 lên tiếng cảnh cáo rằng Hoa Kỳ có thể tiếp tục mức thuế quan cao đang đánh vào hàng hóa Trung Quốc hiện nay trong một thời gian dài để bảo đảm rằng Bắc Kinh tuân thủ thỏa thuận thương mại. Lên tiếng trước các phóng viên trước khi lên đường tới Ohio, Tổng thống Trump nói, Hoa Kỳ muốn bảo đảm rằng một khi đạt được thỏa thuận, Trung Quốc sẽ tôn trọng thỏa thuận này. Tổng thống Trump cho biết hai giới chức thương thuyết hàng đầu của ông là đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ lên đường sang Bắc Kinh vào cuối tuần này để khởi sự vòng đàm phán mới. Hoa Kỳ hiện đang đánh thuế lên 250 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc, chiếm 50% giá trị hàng Trung Quốc bán vào Hoa Kỳ. Bắc Kinh đáp trả bằng việc đánh thuế 110 tỷ Mỹ kim hàng Hoa Kỳ, tương đương 90% hàng Hoa Kỳ xuất cảnh vào Trung Quốc.